3 tuần, 4 tuần, 4 tuần bỏ kênh rồi thì mẹ. Chào bạn, chào Hay mừng các nha. bạn đã quay trở lại với kênh Trang Lê Fitness của mình. Và nếu các bạn không biết mình là ai thì mình xin tự giới thiệu. Mình là Trang Lê, mình là một huấn luyện viên về Group X và Fitness. Và gym đã được 8 năm rồi, nên Ui. bạn hãy tin tưởng mình nhá. Hay nha. Nếu bạn nào đang gặp phải vấn đề là các bạn không biết tập gì, không biết tập như thế nào, ra sao, thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một giải pháp cực kỳ tối ưu. Đó là một series bài tập trong vòng 6 ngày, từ day 1 đến day 6, Đùa, bao hỏi gồm thêm tất có bạn cả nào có các người bộ yêu, phận có người yêu là kiểu kiểu cardio, kiểu huấn thân luyện viên trên gymer và như là thân Trang dưới, Lê để không? các bạn có thể tập Có mình được hình rằng dung chắc người ta mình sẽ sẽ chắc vãi thành lên công thế, được thế kiểu không đô nhá. ấy, kiểu chắc Lưu chắn ý ấy. là Ui, sợ nếu các lắm. bạn tập luyện Ông không bèo một đủ, tí đi chắc em chắn là không nào. đủ. Thế Có nên là cái mình người sẽ người nó làm nhẹ luôn nhàng một kiểu cái người nó mượt menu mượt tí đi cardio em cho bạn nào. trong vòng Kiểu kiểu thế 6 đi em ngày nào. luôn, Sợ để thế chúng nhỉ. ta vừa tập luyện và vừa kết hợp ăn Cảm uống. giác là kiểu Như nhìn vậy các bị bạn chắc đã vậy đạt luôn đấy, được kiểu kết bị quả chắc thịt tốt đấy, các nhất bạn bị nhá. nạc, các bạn Và công tiếp nhận không? theo mình sẽ Đúng để rồi, cho bây giờ anh phải dùng ấy từ đấy trong là 2 bị hôm sau nạc ấy, trông nó cứ bị nạc ấy các bạn. Thì đúng rồi, dùng từ nạc là nhớ chuẩn lại đấy, trong bị 4 nạc. ngày thì chúng ta sẽ cắt carb, cắt Ôi, tinh bột vào buổi cú tối, phép đi, sao là thế giới nên đi. là các bạn nhớ là ăn uống đúng theo thực đơn để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ trải thảm ra và tập luyện thôi. Được rồi, mình xem tập luyện là chính, còn không Một xem lúc cái này nhá. đâu. À, mình sẽ sử dụng một cái phần mềm. Hay nhau. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Bây giờ thì mình cùng vào với set khởi động đầu tiên. Bắt đầu. Mọi người ơi, chúng ta chưa cần làm nhanh vội mọi người nhá. Mình sẽ tập bình tĩnh thôi vì đây là thời gian mình tập khởi động. Lưu ý là mỗi một set tập thì nó sẽ kéo dài trong vòng 30 giây. Ok, chúng ta chuyển sang động tác thứ hai. Đi bạn làm 30 giây Squat. rồi nhưng mà vẫn đéo thấy ngon hơn, cay vậy luôn. Lưu ý ở động tác squat thì các bạn sẽ mở cái gối của mình càng nhiều ra ngoài càng tốt. Giống như là chúng ta ngồi xổm các bạn ạ. Tiếp theo là mọi người có thể thấy này, mình phải giữ cho cái phần ngực của mình mở và cột sống thẳng mọi người nhá. Ok, mình cùng đến động tác tiếp theo. Cảm giác điên Động vãi tác lột thề. mang tính năng kéo đầu gối vào khuỷu tay. Ủa cái mệt lắm, đéo làm được thề. Hít thở đều. Ủa cái mệt lắm ý. Chúng ta sẽ đổ trọng Tập lượng đến hai bên bao giờ vai. tạc tí đột con cụ nó quỷ ra gì. Anh em nhìn tôi này đâu, tôi ok Ok mà. rồi, tiếp tục. Động Mấy cái tác trò tiếp này có theo. cái gì đâu, tôi thật cả bạn lên xa chứ còn lên được. Nào, chúng ta sẽ giữ thân trên và nhảy thông ở hai bên này. Nhớ là trong phần khởi động này, mình nhắc lại nhé, chúng ta chưa cần tập quá mệt đâu. Ui. Thế này vẫn còn là chưa quá mệt à? Đi mẹ, chắc là tôi xong cái 1-2 tôi ỉa con mẹ mới luôn ra Cố sàn lên, cố mất. lên. Mà thề lên đến quả như này rồi vẫn còn chưa quá mệt, tôi chịu em mệt Ok, lắm thở đi rất to, hít mà. thở mọi người ơi. Chúng ta set up trong vòng 30 giây. Hít thở để sau đó quay trở lại mình tập. Ôn tập lại một lần cho vài khởi động mình. Như là xong rồi để làm gì ý? Ok. Quảng cáo cái lồn đéo xem nữa. Hài nhở. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trang. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trang. Và Ủa, nếu đây là lần đầu tiên các bạn vãi đái theo lại, dõi nốt kênh YouTube ruồi ở của ngực mình, cặn mình là lão. Trang Lê. Hiện tại Đừng mình có đang nốt là ruồi một ở huấn ngực luyện viên nữa. về Group Thích như X và thế đã không? về gym được 8 năm rồi. Và ngoài ra thì mình còn mở một phòng tập private nữa và có dạy coach khá nhiều bạn online. Và mình rất là Hơn. Nào bây giờ chúng ta cũng bắt đầu tập thôi. Động tác đầu tiên là động tác
jump squat, triple heart rate. Chúng ta sẽ nhấp 3 lần động tác squat, sau đó nhảy lên. Đồ mắt này. Lưu ý ở động tác này chúng ta... Chàng nàng lắm, xem ai mỡ mỡ một tí cơ. Có ai mỡ nhỉ? Để xớt thử nào. Lê bông.